Con chào mẹ. Lại quên đóng tiền mạng rồi. Ta là thần Wi-Fi, hôm nay ta sẽ ban cho các người 3 điều ước. Hãy mau ước đi nào. Đăng ký Internet và FPT Play, nhận ngay chuyến du lịch Nhật Bản cho cả gia đình. Wow. Đăng ký Internet và FPT Play, nhận ngay 5 năm sử dụng mạng miễn phí. Đăng ký Internet và FPT Play, trúng ngay ô tô VinFast VF 5 đời mới. Các người đã hài lòng với điều ước của mình chưa? Ủa thần ơi, nhưng đây đâu phải điều con ước. Thật ra, người ước chuyến đi Nhật Bản cho con chính là mẹ. Người ước Internet miễn phí 5 năm cho mẹ chính là bố. Còn người ước chiếc xe ô tô VinFast VF 5 cho bố chính là con. Thật là thú vị. Đăng ký hoặc nâng cấp Internet và FPT Play từ nay đến 24 tháng 5 để có cơ hội trúng lớn mùa hè này. Giải đặc biệt, một xe ô tô VinFast VF 5, giải nhất, 2 voucher du lịch Nhật Bản dành cho 3 người, giải nhì, 10 hợp đồng sử dụng Internet 5 năm miễn phí, cùng hàng ngàn quà tặng hấp dẫn khác. FPT Telecom, vạn ước mơ trên một kết nối.